sáng ngày đẹp trời. Nó đã đẹp thì cũng không hẳn vì hôm nay là thời tiết quá oi bức. Chúng em có hai ba khách hàng đến là lấy cho mình một chiếc vàng KM8 nhé, một dòng vàng của thương hiệu WeWork, một con vàng đang rất là hot hiện nay. Em có ghép với bộ mic nhé, em có ghép với bộ mic M8 cộng của em là thử cái khả năng trình diễn karaoke nữa. Phố vắng nghiêng nghiêng hàng cây khô, quán cóc liễu xiêu một câu tây. Hồ Tây tim mừng, anh nơi muôn nay lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm trong nhau tuổi thơ ngây, đường như nghe tiếng tai nhỉ. Bác khách hàng này có đôi tai rất là chuẩn thính, bác ấy thiếu một chút là bác ấy biết ngay. Chúng em rất là thích những bác khách hàng này đến để giao lưu học hỏi. Chúng em thiếu những cái gì chúng em sẽ học hỏi thêm chính từ những cái người trải nghiệm, từ những cái bác khách hàng thì mới là những cái kinh nghiệm quý báu. Là cái khả năng trình diễn của con KM8 này là quá đã. Khi mà kết hợp với dàn thiết bị này của chúng em như là một chiếc đẩy cũng của WeWork 4850L, chiếc vang KM WeWork nhé. Bộ mic cũng của WeWork và đôi loa full WeWork. Nói chung là bên chúng em đang phân phối và độc quyền chính hãng cái dòng WeWork này, và kèm theo một vài cái chi nhánh nhỏ của chúng em nữa. Các bác khách hàng nào có nhu cầu cái dòng cái dòng thiết bị âm thanh số karaoke gia đình cũng như karaoke phòng hát sự kiện quán bar thì hãy liên hệ chúng em nhé, chúng em sẽ lên cấu hình và tư vấn thêm cho các bác. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần này các bác để em